Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh người cha lam lũ đạp xe ra ngân hàng để gửi tiền cho con đang đi học xa nhà ở thành phố Hồ Chí Minh được chia sẻ khiến nhiều người xúc động. Theo đó, người cha tần tảo, cơ thể gầy gò, mặc bộ đồ cũ ngồi nắn nót viết từng chữ lên phiếu gửi tiền cho con trong quầy ngân hàng. Có lẽ cuộc sống hiện tại của người cha còn nhiều vất vả, không dư giả về tiền bạc nhưng tình yêu thương mà ông dành cho con chẳng gì có thể đong đếm được. Tất cả hy vọng đều được ông gửi gắm vào đứa con đang đi học xa nhà. Cuộc sống còn nhiều điều khó khăn nhưng cha vẫn cố gắng, nỗ lực hết sức trong khả năng bản thân để con đủ đầy trong thời gian sắp tới. Anh Hùng Tống, người quay lại đoạn clip nói trên, cho biết vô tình gặp chú tại một chi nhánh ngân hàng ở Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Bên cạnh đó, anh Hùng cho biết thêm, khi chú lấy trong túi ra 3 triệu đồng để gửi cho con thì trên tay chú chỉ còn lại vỏn vẹn 8.000 đồng. Sau khi xem đoạn clip, nhiều người ngỏ ý muốn hỏi thông tin của người cha để giúp đỡ thêm về vật chất hoặc một công việc để chú có tiền lo cho con ăn học, thì anh Hùng cho biết anh cũng đang cố gắng liên hệ với ngân hàng để xin thêm thông tin. Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người xúc động và không khỏi nhớ về cha mẹ của mình, những người đã vất vả sớm hôm với kỳ vọng con nên người và có một tương lai sáng lạn.